Xin chào các bạn, mình là Bích Ngọc. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật tình hình du học tại các nước và chúng mình sẽ bắt đầu ngay sau đây. Theo thống kê của Navitas, tổ chức giáo dục quốc tế chuyên đào tạo các khóa Anh ngữ, chương trình dự bị đại học và đại học. Tại thời điểm tháng 8 năm 2020, ba đất nước được sinh viên lựa chọn đi du học nhiều nhất chính là New Zealand, Úc và Canada. Đây cũng là ba quốc gia được nhận định là có nhiều biện pháp để phòng chống dịch nCoV và đưa ra những chính sách kịp thời nhất cho sinh viên quốc tế đã, đang và sắp theo học tại đây. Australia quyết định thí điểm đưa sinh viên quốc tế trở lại nước này học tập tại những nơi đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Mặc dù làn sóng thứ 2 của COVID-19 đang bùng phát tại thành phố Melbourne thuộc bang Victoria và lan sang bang New South Wales, song chính phủ Australia vẫn quyết định thí điểm đưa 300 sinh viên quốc tế quay trở lại nước này học tập tại bang Nam Úc, một trong những nơi đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Sinh viên quốc tế là đối tượng cung cấp nguồn tài chính quan trọng cho các trường đại học của Australia. Vì dịch COVID-19 nên hàng chục nghìn sinh viên quốc tế, trong đó có cả 65.000 sinh viên Trung Quốc và nhiều sinh viên của Ấn Độ, Nepal, Việt Nam và một số quốc gia khác không thể tới Australia học tập. Trong bối cảnh một số bang và địa phương của Australia, trong đó có bang Nam Úc, đang kiểm soát tốt dịch bệnh, hầu như không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, chính phủ Úc cho phép bang này thí điểm đón sinh viên quốc tế. Rời khỏi châu Úc, sau đây xin mời các bạn cùng Ngọc điểm qua một số thông tin về xứ sở cờ hoa. Từ ngày 15 tháng 7, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa hoạt động trở lại để xét duyệt một số loại thị thực không định cư, trong đó bao gồm thị thực du học F1 và J1. Học sinh Sora Việt Nam đã được cấp visa du học F1 và visa giao lưu văn hóa Mỹ J1 cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2020. Học sinh có thể lựa chọn một trong ba hình thức học. Đối với học sinh đã có visa F1 nhưng chưa sang Mỹ, có thể học chương trình online của trường tại Việt Nam hoặc chương trình American Collegiate Life, AC Life, chương trình học trực tuyến áp dụng công nghệ tương tác độc quyền giúp sinh viên có trải nghiệm học thuật gần nhất với lớp học trực tiếp. Bằng điểm được cấp bởi trường đại học UMass Boston, top 200 National University. Đối với học sinh đang ở Mỹ, học hybrid kết hợp online và học trực tiếp trên lớp. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ CDC khuyến cáo rằng du khách quốc tế nên cách ly. Điều này có nghĩa rằng trong trường hợp xấu nhất, học sinh cần tự cách ly ở nhà trong 2 tuần lễ ngay khi đến nơi. Học sinh có thể tham gia vào các lớp học trực tuyến của trường nếu việc cách ly này được thực hiện. Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số trang Facebook đề nghị công dân cung cấp thông tin để mua vé máy bay hoặc kiểm tra tình trạng hồ sơ đăng ký về nước. Các đại sứ quán, các tổng lãnh sự quán và Vietnam Airlines khuyến cáo đây không phải là các trang chính thức của đại sứ quán, tổng lãnh sự quán và Vietnam Airlines. Công dân không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào cho những đơn vị này. Mọi thông tin về chuyến bay, cách thức đăng ký và kết quả xét duyệt chỉ được đưa tải tại các trang chính thống sau: website của đại sứ quán Việt Nam tại các nước, website của tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các nước, Facebook của tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines. Các cơ quan đại diện rất thông hiểu cho những khó khăn và nguyện vọng về nước khẩn thiết của công dân trong thời điểm dịch bệnh và cũng đang tích cực kiến nghị thu xếp thêm chuyến bay để đáp ứng nguyện vọng của công dân. Tuy nhiên, để tránh những tổn thất không đáng có, chúng tôi mong công dân hết sức tỉnh táo trước các nguồn thông tin và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đại diện. Cảm ơn các bạn đã đến với bản tin Sora Việt Nam ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện tốt các công tác phòng dịch và giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin Sora sau nhé!